Hello, em xin chào anh chị trong nước và ngoài nước. Hiện tại giờ Hương Trần có mặt ở đường Lê Hồng Phong ha. Ở nhà ơi, đem chất rất là nhiều đồ lên xe 16 chỗ để chuẩn bị khởi hành. Wow, hôm nay có anh đẹp trai nữa hả? Rồi, chào mọi người cái đi. Chào mọi người khán giả đi bé. Chào đi. Hôm nay bé đẹp trai quá trời, bé ra luôn. Hôm nay chồng của chị Quý cũng tới hả? Đây bên đây tiểu tử rồi cả nhà. Chồng, anh là chồng chị Quý phải không? Rồi. Chồng chị Quý phải không? Chồng chị Quý ơi. Quý đâu rồi? Chị Quý hỏi chồng đang ở đâu rồi đó đi. Chồng đang ở đâu rồi đó đi. Vợ đang ở đâu? Nó đi. Nhớ ngay. Đâu vậy? Cho chị xe cái đi thôi. Ở đây mấy cái mặt bằng hình như là chỗ này hình như trả hay sao chứ còn. Còn hay sao thế không bán vậy trời. 9 giờ hả? Có mặt lúc mấy giờ vậy? 8 giờ có mặt rồi, nó đi bài chạy sớm lắm. Làm tròn những lượng nhiều lắm. Đúng rồi, anh giao em cái gì em phải làm tròn không coi. Lúc nào cũng trước người ta không mà mới sao. Rồi chồng của em đâu? Hả chồng? Em qua đi chơi đã về nè, nói sao? Anh đi chơi mệt của em. Trời ơi, nó nghe nè. Vợ thì ngồi cực khổ, làm từ ngón tay. Chồng đi chơi, vướng ba. Sướng quá ha. Phải yên tâm đi, về cho thằng chủ nè. Chưa qua em, tới đâu. Em bắt quả tang hôm qua, chế được bên bông nha mọi người. Bên bông gì? Có không? Hả? Có không? Dám nói trên mạng, trên lên, trên lưới bông nó không có đi. Đó, thấy chưa? Hôm qua có lên bông rõ ràng nha mọi người. Bé ơi. Thấy hai đứa tình cảm gì được không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Thấy sao? Lưỡi nói. Quý đâu quý? Thấy ta tình cảm ok buồn à. Hỏi quý đâu quý à? Quý à? Quý nó chiếu mới qua. Quý nó chiếu mới nghe. Một ngày qua cũng đi chơi dữ lắm. Có đi luôn hả? Hay gì? Hôm qua có đi chút xíu về nha. Mấy giờ về? 10 giờ mà. Ông kia mấy giờ về? Tôi cũng về giờ đó luôn. Vui lắm hả? Có đi tầng 2 không? Không. Khi tầng 2 thì khách sạn của bạn đảm. Tầng nóng 2. Quá vậy? Khi tầng 2 thì sao vô đây được, lên đây được. Thế là dễ nổi. Để đâu, bà muốn chửi gì bà chửi chứ. Nè, hôm qua ngủ bà đi, bà không đi, bà ở nhà bà lại chim. Bà có bông. Rồi bà còn nói gì nữa. Ủa? Đâu dữ rồi trời. Sống mình bây giờ phải có khăn. Thì bây giờ mình cứ ai thương mình, mình thương lại. Rồi vậy đâu nãy chối là không có bông. Trời ơi, qua em thấy có bông rõ ràng luôn á. Mà Hương Trần chưa đưa, ta chuyển qua Hương Trần đó. Phải không? Có bảo là Hương chưa? Thôi, bớt đi, không có ai nói tôi cái chỗ khâu đó đó. Hôm qua em cửa cảm tôi không nhận nha. Hôm qua chiều mai chế tử qua anh Hưng lấy. Có luôn hả? Trời ơi. Lát hồi anh gửi cho tuyển tử nhiều á. Phải không? Lúc đó đi là uống cà phê, rồi áo lại chế tử lo nha. Lúc này là phải lo, có bông rồi phải lo. Hôm nay có bông rồi phải lo cho anh em rồi, uống nước uống nôi rồi. Ổng thì chưa tới. Để coi. Má ở đây má ôm ấp má kêu chồng má tới. Trời ơi cho nó bắt quả tang hả? Tới bây giờ chưa chịu dậy. Trời ơi trời. Quá trời rồi. Con này có đâu kìa, con này sáng sớm mặt gì quá đẹp con chung chung đâu. Con bỏ mình nữa thấy chưa? Thì hình như là bầu xô rồi cả nhà. Trời ơi. Chưa là bắt máy liền. Giờ nó coi trong khách sạn nó chưa ra nữa. Mà đã làm nè. Tới đâu rồi? Trời ơi, để chở quý ra. Tôi bội nha. Nha. Ừ, mày sướng lắm một mày sướng một giây mà khổ cả đời nha. Ừ mày sướng đi nè, sướng hả? Tới đâu rồi? Xe tới nè, lẹ đi. Dạ, chở bé tới. Vợ anh nào chở bé tới nha. Từ từ nó nói tới đâu rồi? Cần tới rồi, những người hết hối thúc hoài à. Con hoài ít nhất nó làm hai bà chú chứ không làm hết đâu. Dạ nó sức nó còn khỏe nó trẻ lắm. Sáng có điện rồi nó ủi tới đâu rồi. Nó chu mỏ rồi, nó chu mỏ, cắn mỏ rồi. Gì đó mọi người đó mà trời ơi, đi chơi phải nhảy
nhảy quá trời, không biết có bo ta tiền không, trời ơi vậy có bo sợ không vậy? 50 người hả? Có bo nhiều không? Có biết đi chơi không chạy? Biết đi chơi không trời, nó bo hết chuyện bo ta 50 sợ cái bo 100 200. Nhưng mà tao bo nhiều lần hả? Tao bo nhiều lần đó, được chưa? Vợ mình nó thì tính toán bo cho đẻ cháu, cho mấy nhỏ kia bắn ba nó nhảy nè. Nè. Ông nhét rồi má. Thấy chưa đẻ đó, thấy chưa đó. Trời ơi. Thấy chưa đó. Trời ơi. Nó thấy chưa nè. Nó ngồi kế 2 mino luôn. 2 mino luôn. Đó thấy chưa. Cái này là đem sợ xuống mời. Đúng không? Làm gì mời nó được. Mời uống nước, uống bia. Đó. Rồi nó ngồi nấy bưởi cái. Bưởi là bưởi như là bưởi bưởi năm gôi, bưởi các bạn bưởi nè mà vậy đó. Nó chê bưởi giờ nó nhỏ á. Mà nghe nghe. Ê anh nè. Nhỏ mà có vỏ nha anh nha. Thì ngoài em bên trong em đẹp lắm nha. Hồng như cháu nho gì đó. Trời ơi phải không? Ôi. À một cả nhà ơi, hôm nay em đi cho anh mấy anh chị ở Đồng Nai, thì đặc biệt là có hai anh Minh Hồ với lại chị Trang Nguyễn. Nguyễn đó. Hôm nay em đi hai đơn này ha. À, tất cả các đơn gạo đồ với combo bồ đồ. À, đồ đạc thì chuẩn bị lên hết xe 16 chỗ rồi. Đồng hành của em hôm nay là có con bé đây rất là nhiều. Wow, quá trời cả nhà thấy không? Một bao vậy là trong có 5 bao nhỏ. Ừ. Là tổng cộng 30 bao. Để em trước hết hả? Rồi ok em đóng cửa lại đi. Cảm ơn Quang. Ủa ta. Rồi bao ni lông đâu? Kêu nó đi lấy bao ni lông lát rồi pha. Có chưa? Lấy bao ni lông ra. Ủa lên chả mình đưa vô. Lo quên hữu lo. Lo đồ lý đồ chạy đi lấy đi. Trời ơi. Hay dữ trời. Hay ghê trời. Hôm qua cái clip này cũng cảm ơn chị Trang Nguyễn và Minh Hồ đã hỗ trợ cho nhóm 20 phần quà cho bô với lại thêm 10 bao gạo nữa với lại mấy chục ký cá khô để hỗ trợ cho mấy ấm ở dưới Biên Hòa của mình. Đúng rồi, mấy ấm ở Biên Hòa. Dạ, mấy ấm của ở dưới Biên Hòa, cảm ơn Minh Hồ với lại Trần Nguyễn rất nhiều nha. Dạ, tụi em hứa sẽ làm rất là tốt luôn mọi người ơi, để cho làm để tốt để có nhiều lần sau để tụi em sẽ rút kinh nghiệm hơn, em sẽ làm tốt hơn nữa. Dạ, cảm ơn Minh Hồ và chị Trang Nguyễn nha. Trước cửa hàng ta để đi qua đây xíu rồi nói chuyện rồi thằng mở cửa bán. À hôm nay có nói gì nói không, sao hôm nay hiền dữ vậy? Không gặp vợ hiền hả? Là mệt tại vì áp đường. Huyết áp với đường làm mệt hả? Chính giờ nằm nghỉ không biết do đi cơm chuyện nó mệt hay là do huyết áp đường là mệt vậy nha. Chúng do nằm nghỉ 2 ngày qua nó kêu ra đây đến giờ rồi không biết làm cái gì. Nó kêu ra đây trời, không biết làm gì luôn. Rồi thôi rồi lên xe đi. Cho anh đi Biên Hòa luôn. Anh không biết ra đây làm gì, anh lên xe anh đi Biên Hòa luôn. Thiệt là anh ra đây anh không biết gì hả? Phải không? Qua nó từ thiện gì á. À, thôi đừng móc cái mũi đâu ơi Pin. Trời ơi trời. Qua nó đi từ thiện. À. À có biết đâu. Nó bán mình ra đây rồi nó vô chân động. Hồng Quang nó ác ghê. Ê đồ đạc có mang đồ đồ phụ diễn đâu chưa? Có đầy đủ rồi, đừng có la. Không có trơn rồi. Ông nói má kêu ông ra đây không biết làm gì kìa. Ủa ông ra ông gặp vợ ông mừng hả? Gặp vợ ông tới kìa. Không đâu bà. Bé. Đi đừng có chứ đi qua nữa. Bà quý. Gặp vợ đi chơi với vợ ông mừng. Hôm nay được đi ô Biên Hòa luôn kìa. Đi không? Con nó đi nổi đâu, nó bị áo cao quá. Giờ có đi nổi không? Con đi nổi đâu. Đi từ thiện ở Biên Hòa rồi được đi ăn đi chơi nữa, có đi không? Nghe. Đi không? Rồi có đi thì đi, leo lên xe đi luôn. Nhắm sức khỏe đi được không? Đi tới chiều mới về. Mẹ có vô xin mẹ đi. Có mệt lắm, đi mệt lắm, căng lắm. Thôi bé nó mệt lắm, em đi nổi đâu. Không cho bé đi hả? Đi mệt lắm.
cao không mệt lắm. Tại vì anh à, anh thích đi với, chơi với quý anh đi, còn không anh lui cung. Trả lời lẹ. Hả? Đi đi hả? Thôi xin mẹ đi. Ôi, xin bảo mới cho hả? Ông lớn rồi xin gì nữa, chẳng lẽ cưới vợ cũng xin. Ôi, ôi con đi mà anh la đó. Bây giờ ra gặp vợ, cái mừng cái vợ tới kìa. Anh á. À, chở khô ra cả nhà. Bé vợ tới rồi mẹ. Bé kêu vợ đi bé. Chạy lại luôn anh nhỉ. Bé kêu vợ tới, kìa. Nghe nói vợ tới rồi. Hello. Rồi. Quý hai lâu mà ngồi đây. Nước ngoài nước nha, bữa nay đi tà thiện nha. Thôi muốn bánh đẹp trời quá à. Hello, hello chào chồng. Đi tà thiện. Đi tà thiện kìa. Đi chung không? Không? Đi chung với vợ không? Từ từ thôi, từ từ. Từ từ. Từ từ đi chứ anh. Mới hoài à. Đầu tiên không chuyện hả? Không có ăn chơi quá giờ, nếu đầu có ăn về nó đi thiện quá. Đi sao hả đi? Mà khỏi chơi kẹo. Chở xe đi. Mà khỏi nó chơi kẹo. Để đâu không? Chở đi nè, đi nè. Đây, đừng có thay đổi thận hộ nha. Cái tôi nhớ quá quá. Anh nói em á, ok, tối đi chơi ba bao đủ thứ người đó. Thì che đẹp vào đầu qua nhiều rồi. Thì đúng sao, che đẹp đầu qua nhiều rồi. Anh có nhớ em không? Có anh có nhớ em không? Nhớ rồi, nó không nhớ. Nhớ hả? À, cho hai đứa vô nha. Giờ có đi chung không? Bữa nay đi chơi với Hiệu hả? Đi lên vui bà mà rồi. Không có dân chơi đâu mà rồi. Thì chồng đi đâu thì vợ đi đâu có gì. Chồng đi đâu là vợ đi đâu có gì đâu. Tính từ đẹp quá à. Không phải cha bạn nó đi ra đây. Rồi xong rồi nó trường thị. Rồi nó chiều mua hai cái quần chồng. Bây giờ có mua cho chồng chưa? Cái chuyện này chơi hàng dài à. Đó. Bỏ chơi hàng dài. Ok, anh đừng có buồn. Chừng nào ai mà hứa mà mua cho anh không mua, vợ sẽ mua cho anh. Ôi ôi, thấy chưa? Một lát vợ. Cũng đánh là màu à. Dạ, một lát vợ hoặc không mà vợ sẽ mua cho anh nha. Ok chưa? Một cũng là màu à. Ăn gì chưa? Ăn rồi. Ăn uống gì chưa? Có muốn đi chung với vợ không? Hay là vợ ở nhà? Đi đi. Đi đi. Cao lắm, trong đi cao. Đi nổi không? Quý áp cầu không hả? Ủa, đi mà nổi đâu? Không đâu. Uống thuốc chưa? Uống thuốc khùng chưa? Ai qua uống thuốc quý áp chưa? Thuốc khùng có uống mà. Không có uống thuốc khùng không? Cho nó đi cho vui đi. Cho đi cho vui đi. Đi má là gia đình mà con họ nha. Đây. Để cho qua nó cứ ra đây mà không biết làm cái gì. Bây giờ nó nói đi mua quà. Ở cái chuyện này chắc nhiên có gài hay có một gì má chơi gài hàng hai gài má ơi. Đâu có. Cho nó đi vui đi. Bé ra gặp vợ xong rồi chiều nay tự dắt bé đi mua cái quần jean. Đi trả được không? Chuyện á sáng đi chiều mới có về không? Mẹ tử à. Bây giờ anh có thích đi không? Mà cái đó mới là quan trọng. Ê, danh đến à mọi người ơi. Hello, em xin chào cả nhà nha. Em mới vừa đi lấy cá khô về luôn anh. Cả nhà ơi, hỏi nào không? Trong nước ngoài nước có một ngày mới vui vẻ nha cả nhà. Em thấy rồi, rồi lên xe để đậu lâu quá không được, lên xe đi. Đi không cỡ. Có đi không? Thôi mãi chà, đi luôn hả? Nhà chỗ không? Thôi ông làm thôi ý tưởng. Ủa nhà không cho được không? Kịp bé các bé. Thôi bé ơi, kêu bé bay mọi người đi. Để mình bây giờ thôi. Bye bye. Quỳnh mỗi. Quỳnh mỗi. Ai đồ quá trời nhiều rồi cả nhà đó. Quang xuống dưới luôn đi. 1973. Quang. Rồi để cho Quang rồi lên trên cũng được nữa. Dễ hơn. Người cặp